Moto Scan Tab xin chào anh Vũ Văn Minh, mời anh chọn chức năng từ menu. Mình xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình đang cài đặt máy tính bảng để gửi đi cho anh em sử dụng máy Moto Scan Tab anh em nhé. Vâng, những anh khách hàng trước có mua máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab bên mình và anh em ngày đấy thì anh em đang còn thiếu tiền nên anh em kích hoạt lên trên điện thoại xài trước. Và bây giờ anh em có điều kiện rồi thì anh em sẽ gọi cho mình và mình sẽ tiếp tục cung cấp những cái bộ máy tính bảng cho anh em. Có rất nhiều tùy chọn, rất nhiều loại máy tính bảng phù hợp với anh em nhé. Vâng, thì hiện tại bây giờ thì mình đang kích hoạt một máy để gửi đi cho một anh khách hàng ở Ninh Bình đây. Mình mở lên cho anh em xem anh em nhé. Vâng. Moto Scan Tab xin chào anh Vũ Văn Minh, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, như vậy là mình đã kích hoạt cho anh Vũ Văn Minh ạ. Mời anh chọn chức năng menu. Như vậy là mình đã, máy này thì mình đã kích hoạt xong. Và mình kích hoạt luôn cả cái phần mềm Moto Data luôn rồi anh em nhé. Moto Data thì mình cũng đã kích hoạt lên đây luôn cho anh mình rồi ạ. Đấy, Moto Data kích hoạt lên rồi. Như vậy là mình gửi như thế này về là anh em bật máy lên và anh em kết nối với mạng wifi nhà anh em và anh em sử dụng thôi anh em nhá. Đây là một anh của anh Minh đã xong rồi ạ. Tiếp tục mình lại tiếp tục kích hoạt, đang trong cái quá trình kích hoạt tiếp cho một anh khách hàng nữa anh em nhá. Vâng ạ. Vâng, đây tiếp tục cài đặt ạ. Và đang tiếp tục cài đặt anh em nhá. Vâng, và mình tiếp tục đang trong cái quá trình cài đặt cái máy này thì tiếp tục là để gửi đi cho anh em thợ ở trong phía Nam. Thì mình cũng có chia sẻ đến cho anh em nhà mình có rất nhiều cái lựa chọn để anh em sử dụng để chọn máy tính bảng bên mình anh em nhé. Em cầm giúp anh một cái bao da máy tính bảng. Nhà mình sẽ có hai loại máy tính bảng để cho anh em có thể là lựa chọn. Đầu tiên thì mình sẽ cung cấp cho anh em cái máy tính bảng Martel anh em nhé. Martel như trên màn hình của anh em đây. Máy rất chi là to, màn hình hơn 10 inch anh em nhé, màn hình hơn 10 inch ạ. Và đồng thời là có cả ốp lưng luôn ạ. Vâng, đây cái máy tính bảng Martel này có cả ốp lưng luôn anh em nhé. Đây tôi sẽ lấy cái ốp lưng này cho anh em xem. Đấy, anh em thấy là có một cái ốp lưng bên dưới bằng da rất chi là xịn sò đúng không ạ? Vâng ạ, ở bên dưới có ốp lưng bằng da rất chi là xịn sò. Thì cái máy tính bảng Martel này thì mình đang cung cấp cho anh em với cái giá là 3 triệu đồng anh em nhé. Vâng ạ, máy này là chỉ có 3 triệu thôi. Nhưng mà đảm bảo là xài rất chi là ok. Xài rất chi là ok anh em nhé. Xài không vấn đề gì hết. Rồi, đó là cái lựa chọn anh em sử dụng máy tính bảng Martel, giá là 3 triệu đồng. Lựa chọn thứ hai thì anh em có thể là lựa chọn sang cái máy đắt tiền hơn. Đó chính là Galaxy Samsung Tab A9 cộng anh em nhá. Vâng, anh em chú ý là Samsung Tab A9 thì nó sẽ có hai loại, một loại thường, một loại cộng, thì cái loại cộng này nó đắt tiền hơn. Và máy này thì mình đang cung cấp cho anh em là 6 triệu rưỡi anh em nhá, 6 triệu rưỡi máy này ạ. Và cũng có kèm theo luôn cả cái bao da máy tính bảng luôn anh em nhá. Bao da máy tính bảng luôn, đó là Samsung Tab A9 cộng, là giá là 6.500.000 đồng. Còn nếu như anh em không anh em đang còn ít tiền hơn, anh em không đủ tiền để mua cái loại 6.500.000 đồng máy Samsung này thì anh em có thể lựa chọn sang máy tính bảng Martel 3 triệu đồng. Vẫn xài ok, xài tốt anh em nhá. Mình cung cấp cho anh em rất nhiều đâu. Anh em xài loại nào cũng được. Thương hiệu Samsung thì nó đắt hơn. Martel thì cái thương hiệu nó không nổi tiếng, mà Samsung thì nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà tất cả là đều sử dụng tốt. RAM 3GB, máy tính bảng Martel này RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Còn máy tính bảng Samsung này thì RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB anh em nhá. Và đầy đủ hết, là khi anh em mua máy tính bên mình thì mình sẽ kích hoạt sẵn hết cho anh em, từ phần mềm Moto Scan Tab đến Moto Data. Anh em về bật máy lên kết nối với mạng wifi nhà mình là anh em sử dụng thôi anh em nhá. Vâng ạ, ngoài ra thì anh em đang, nhà mình cũng đang có chương trình khuyến mại khi anh em mua máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab. Thì em cầm luôn cho anh cái máy Moto Scan Tab đây cho anh, để mình báo giá luôn cho anh em xem luôn cái Moto Scan Tab luôn anh em nhá. Báo giá để anh em khi mà lựa chọn cả máy tính bảng nó thì nó sẽ như thế nào luôn ạ. Vâng, mình lấy luôn máy Tab ra. Khi mà anh em mua một bộ máy Moto Scan Tab như thế này về, anh em sử dụng kích hoạt lên trên điện thoại. Đây, anh em mua một bộ như thế này về kích hoạt lên trên điện thoại xài trước, khi nào có điều kiện mua máy tính bảng thì giá của nó là 18.900 anh em nhá. 18.900 thì anh em sẽ được khuyến mại 8 bộ tài liệu. Lấy cho anh bộ tài liệu, 8 bộ tài liệu.
Anh em được khuyến mại 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu và một bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB anh em nhá. Đấy, như thế này là một bộ mô tô trọng tác như thế này đây. Anh em có thể được tặng thêm 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu như thế này là bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB. Anh em nhá, lấy luôn bộ cáp đây. Là đấy, anh em xài được một thời gian, anh em xài trên điện thoại và xài trên máy tính bảng, nó chỉ khác nhau là màn hình lớn, màn hình bé thôi, chức năng như nhau hết đấy. Một bộ như thế này là 18.900. 18.900 khuyến mại bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB, 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu anh em nhá. Và máy Moto Start phiên bản mới nhất. Máy bên mình thì có file cho anh em file nạp phần mềm với file người dùng tự biến tập luôn anh em nhá. Vâng, là 18.900. Khi mà anh em chưa đủ tiền để anh em lấy màn hình. Còn nếu như anh em lựa chọn màn hình luôn thì mình sẽ cung cấp cho anh em cái màn hình Martel đây ạ. Màn hình sắp Martel đây. Thì tổng sản phẩm là bằng 21.500, là có luôn cả máy tính bảng Martel là bằng 21.500.000 đồng anh em nhá. 21.500.000 đồng. Còn nếu như anh em không lựa chọn lấy máy tính bảng Martel mà anh em lựa chọn lấy máy tính bảng Samsung Tab A9+ với lại bao da máy tính bảng như thế này luôn thì tổng là bằng 25.400. 25.400 anh em nhá. Rồi, còn nếu như anh em chưa đủ tiền để mua máy Moto Chiến Táp thì mình có thêm một cái lựa chọn nữa, đó chính là anh em mua với hình thức trả góp và không mất lãi. Anh em mua một bộ máy Moto Chiến Táp như thế này là 18.900. 18.900 thì anh em sẽ chỉ cần thanh toán trước cho mình là 13 triệu thôi. Anh em chỉ cần thanh toán trước cho mình 13 triệu thôi. Anh em nợ lại 5.900. Anh em nợ lại 5.900 và trong vòng 1 năm anh em thanh toán cho mình lúc nào cũng được và không mất lãi anh em nhá. Nhưng mà anh em chỉ được khuyến mại 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu thôi và anh em không được khuyến mại cái bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB. Đấy, như vậy là như trên màn hình đây. Máy Moto Chiến Táp 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu là thanh toán trước 13 triệu, nợ lại 5.900 và trong vòng 1 năm anh em gửi cho mình lúc nào cũng được và không tính lãi. Rất chi là ưu đãi tuyệt vời anh em nhé. Và khi cung cấp cho anh em thì mình có kiến thức như thế nào thì mình sẽ truyền đạt lại cho anh em hết như vậy luôn. Mình sẽ truyền đạt lại hết tất cả cái hệ thống kiến thức phương trang điện tử cho anh em luôn anh em nhé. Vâng, video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại và mình sẽ tư vấn các hình thức lựa chọn cho anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.